Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm Telegram và nhóm Zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền sớm nhất mới nhất. Mình sẽ cập nhật liên tục các cái kèo arop uy tín chất lượng ở trên hai cái nhóm này. Các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, chi tiết cách tham gia sớm dự án uh, Potter. Thì cái dự án Potter này thì nó là một cái uh, cái ví tiền điện tử nha các bạn. Khi các bạn đăng ký tham gia sớm thì À, các bạn có thể là nhận được cái uh, đồng token EGLD và cái cái đồng token EGLD này thì nó đã nít ở trên rất là nhiều sàn thì mình có chia sẻ có thể chia sẻ cho các bạn ở trên cái giá của cái đồng EGLD này trên uh, cái com market cap thì đang giá là sắp xỉ là 50 đô la và cái thị trường của nó thì cực kỳ là khủng và cái đồng này gần như là nít tất cả các cái sàn có ở trên thị trường nha các bạn đây cái danh sách mà cái đồng EGRD này liệt kê ở trên các cái sàn Thì các bạn có thể xem uh, gần như là tất cả các cái sàn Từ sàn Binance cho đến tất cả những cái sàn lớn nhỏ thì đều uh, Cái đồng này cũng đã có mặt và với cái giá của nó là dao động từ 40 năm đến 50 đô la một uh, đồng EGRD uh, Nếu như bạn trúng uh, và chỉ cần nhận được một đồng này thôi Thì cũng bạn cũng đã có được một uh, khoản tiền nho nhỏ rồi đó. Thì cái kèo này thì nó khá là tiềm năng nha các bạn đây là cái biểu đồ ở trên biểu chu biểu đồ lớn của cái đồng EGND này ở trên cái sàn binance nha các bạn à, mình có thể cho cho bạn xem thì cái kèo này thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn ở trên cái cái phần cộng đồng của kênh cũng như là trên cái nhóm telegram cái nhóm zalo của kênh rồi à, tuy nhiên thì một số các bạn là vẫn chưa biết cách đăng ký để cho nó nó đúng nó chuẩn À, thì cũng đã yêu cầu mình Thì ở cái video này thì mình sẽ làm hướng dẫn cho bạn Cách chi tiết để chúng ta tham gia sớm Cái ví này để chúng ta có cơ hội Nhận được cái phần thưởng Từ cái dự án này nhé Thì ở đây thì Cái dự án này thì nó còn 9 tiếng nữa thì nó sẽ kết thúc cái uh, Cái sự kiện này Tức là kết thúc cái sự kiện iRob này Và nó sẽ phân uh, nó Phát hành một cái, cái app App ví nha các bạn Đây là app ví Potent uh, À, khi mà nó phân phát cho chúng ta cái ví này, ra mắt cái ví này thì chúng ta sẽ tải cái ví này về và chúng ta đăng nhập vào, à, chúng ta tạo ví và chúng ta đăng nhập vào bằng cái địa chỉ email mà chúng ta đã tạo cùng với cái số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký. Thì à, nếu như bạn nào may mắn thì bạn có thể là nhận được cái đồng à, token này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký tham gia. Thì các bạn kích vào link mình để dưới phần mô tả thì cái dự án này thì chúng ta chỉ có thể là truy cập bằng chính cái trình duyệt internet mà mặc định ở trên điện thoại chúng ta có nhé các bạn đừng truy dùng sử dụng bằng uh, chôm hay là cốc cốc thì các bạn sẽ không thể là truy cập được vào uh, nó sẽ bị lỗi nhé thì cái này thì các bạn lưu ý cho mình các bạn phải sử dụng đúng cái trình duyệt mặc định của điện thoại của các bạn thì mới truy cập được vào rồi sau đó thì các bạn nhấn vào phần tham gia giải vô địch phóng đó mình để chuyển về tiếng anh để cho các bạn biết này đó các bạn kích vào cái bảng màu xanh này này roi này, này đấy các bạn kích vào rồi hãy là người đầu tiên sở hữu thẻ uh, Monty VX cộng với việc giành giải thưởng tuyệt vời bằng cách tham gia hôm nay cách nó hoạt động đăng ký bằng địa chỉ email của bạn xác nhận số điện thoại của bạn và cài đặt ứng dụng X Button sau khi bóng chính thức vào ngày 28 tháng 2 như vậy là nó còn 9 tiếng nữa thì nó sẽ kết thúc cái airdrop này và nó sẽ ra mắt cái app để cho chúng ta cài đặt người chiến thắng sẽ được công bố thông qua sổ số trực tiếp vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 tức là người chiến thắng thì sẽ người ta sẽ công bố vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 rồi các bạn hãy kích vào cái nút này để chúng ta tham gia ở đây thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ email sau khi các bạn điền địa chỉ email xong các bạn đánh dấu tích vào đây Các bạn chấp nhận tất cả các cái điều khoản Sau đó thì các bạn nhấn vào Let Go Rồi bước này thì nó sẽ gửi vào à, uh, hòm thư cho chúng ta một cái uh, cái mã code nhé Vào cái hòm thư mà chúng ta đã đăng ký ở đây Đây các bạn Đây là cái mã code mình vừa mới nhận được nhé 580666 Các bạn nhập vào sẽ nó tự động sẽ nó đăng nhập vào cho mình rồi như vậy là đã đăng nhập thành công nhé sau khi đăng nhập thành công rồi thì nó sẽ đến một cái bước đó là chúng ta sẽ xác minh bằng cái à, số điện thoại ở đây cái phần này số điện thoại thì mình đã xác minh rồi à, cho nên mình không thể xác minh lại một lần nữa à, cho các bạn xem được nhưng mà ở đây nó sẽ có một cái phần à, xác minh số điện thoại thì à, các bạn bỏ cái số 0 đi cho mình và các bạn chỉ ghi à, cái những số sau thôi Ví dụ như 09 88 à, chẳng hạn thì các bạn bỏ số 0 đi các bạn chỉ ghi từ 9 thôi nhé đó, các bạn ghi như thế cho mình sau khi các bạn ghi xong thì nó sẽ gửi về số điện thoại chúng ta một cái mã cốt các bạn nhập cái mã cốt đó vào các bạn nhập cái mã cốt của các bạn vào sau đó thì à, các bạn sẽ xác minh ở xong cái bước thứ hai này sau khi xong cái bước thứ hai này thì nó sẽ đến cái phần mục thứ nhiệm vụ thứ ba nhiệm vụ thứ ba này thì À, sau ngày hôm nay thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái link để chúng ta tải app Thì các bạn tải app về Các bạn lại tải app về máy nhé Và các bạn sẽ chờ đến ngày 15 tháng 3 Nó sẽ công bố cái danh sách trúng thưởng Rồi à, Tiếp theo đến cái phần mà kiếm được nhiều hơn Để kiếm được nhiều hơn thì chúng ta sẽ chia sẻ liên kết cá nhân với bạn bè Hoặc người theo dõi và bạn có thể kiếm thêm vé số và một người mà bạn mà giới thiệu sẽ kiếm cho bạn một vé số sau khi người đó đặt cài đặt ứng dụng và tất cả ba yêu cầu từ phần uh, số tiền bỏ số tiền của bạn uh, trong trang tổng quan của họ và tạo ra một tài khoản Xpotion mới nhé từ ngày 28 tháng 2 năm 2023 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 tức là các bạn giới thiệu bạn bè và khi bạn bè của bạn hoàn thành đủ ba cái bước này thì bạn sẽ nhận được một vé à, may mắn trúng thưởng nhé đó thì cái này thì các bạn copy cái link này các bạn chia sẻ cho bạn bè các bạn cứ mời một một bạn bè thành công và khi bạn bè của bạn hoàn thành đủ ba cái bước này thì bạn cũng sẽ được nhận được một thêm một vé nữa rồi hoặc các bạn có thể là copy cái mã mời này các bạn không mà cần mời bạn bè thì các bạn cũng vẫn nhận được một vé cá nhân. À, có cơ hội trúng vào cái vào phần thưởng từ cái dự án này nhé các bạn. Cho nên là các bạn có thể là các bạn không mời các bạn vẫn có cơ hội nhé. Rồi các bạn sẽ kéo lên trên này thì cái phần thưởng mà nó sẽ là theo như thế này nha các bạn. À, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Và ngoài ra thì các bạn sẽ là nhận được một cái thẻ này. Thẻ này nó là một cái thẻ dạng như kiểu NFT nha các bạn Và ngoài ra thì có những cái phần thưởng ví dụ như áo này Quần áo ủng này Đó, đây là những cái phần thưởng mà dành cho những người chiến thắng Rồi, và cái trang Twitter của họ nhé Cái trang Twitter của họ thì có một cái lượng người follow cực kỳ là khủng luôn 207.000 nhé 207.000 người đang theo dõi rồi xem cái bài tiếp còn 4 ngày nữa là cất cánh hãy sẵn sàng uh, cho x button app ra mắt bằng cách là sao lưu thủ công giai đoạn bí mật của bạn tức là khi các bạn là cài đặt app thì các bạn sẽ sao lưu cái nhà mã bí mật của bạn này tạo bản sao lưu đám mây này và không bao giờ chia sẻ cụm từ bí mật của bạn với bất kỳ ai khi các bạn đăng ký app thì cài app thì các bạn tạo ví, tạo ví sau đó thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái cụm từ bí mật. Thì các bạn phải lưu à, giữ cái cụm từ bí mật này thật cẩn thận vì cái giá trị của cái cái đồng mà các bạn nhận được ở cái ví này nó cực kỳ là cao. À, nếu như mà các bạn bị mất ví thì các bạn sẽ không thể khôi phục ví của các bạn được. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về quá trình à, chuyển đổi. Rồi, ok thì cái uh, thông tin của cái kèo này thì mình uh, sẽ là tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Khi nào có những cái thông tin mới từ cái dự án này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở cái video lần sau nhé.